Chào mừng các bạn đã đến với kênh Giang My Channel. Hôm nay thì mình sẽ tìm hiểu về một chuyên mục sống khỏe mỗi ngày. Đầu tiên thì mình sẽ tìm hiểu công dụng của quả chuối ngày hôm nay. Mỗi ngày thì chúng ta sẽ ăn 2 quả chuối. Các bạn sẽ kinh ngạc và chẳng ngờ cơ thể mình sẽ thay đổi như thế. Chuối là một trong những loại trái cây ngon. Tuy nhiên nhiều người lại lầm tưởng rằng khi vỏ chuối đã có những vết đốm thì chuối đã quá chín và hỏng rồi, vứt bỏ, mà không biết rằng chính những quả chuối có đốm đen mới chứa lại những lợi ích kinh ngạc. Chuối càng chín càng ngọt bởi vì một loại enzyme có trong chuối đã chuyển hóa tinh bột thành đường và giúp dễ dàng tiêu hóa hơn. Chứa nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe và cải thiện sinh lý cho nam giới. Đồng thời thì chuối cũng nâng cao đời sống tình dục cho nam giới. Mỗi trái chuối có chứa khoảng các thành phần dinh dưỡng phổ biến như sắt, protein, vân vân. Theo tìm hiểu thì thứ nhất, chuối mang đến nguồn khoáng chất dồi dào, giúp giảm đi sự mệt mỏi. Thứ hai, chuối rất bổ dưỡng, đặc biệt đối với sức khỏe tình dục của nam giới. Thứ ba là lợi ích của chuối đối với nam giới. Thứ tư, chuối có thể cải thiện được chất lượng tinh trùng. Đồng thời thì theo các nhà nghiên cứu thì hoạt chất trong chuối không chỉ làm tăng hứng thú về chuyện ấy mà còn thu ngắn thời gian trở lại sàn đấu của phái mạnh. Ngoài ra, quả chuối còn chứa nhiều vitamin B giúp tinh trùng nam giới được cải thiện về cả chất lượng cũng như số lượng, nhờ đó mà những tinh trùng yếu, giúp tăng khả năng sinh sản ở nam giới hơn. Vì trong chuối có chứa hàm lượng kali và vitamin B có chứa trong chuối giúp làm khả năng hưng phấn cao hơn, đồng thời góp phần tăng sức chịu đựng và kéo dài thời gian bên nhau. Thì hôm nay mình đã tìm hiểu công dụng của chuối tiêu đối với sức khỏe của nam giới. Mong rằng bài viết này hữu hiệu đối với các bạn và chúc các bạn vui vẻ.